Con gái ơi, khi mình lắc cái vòng này mình có thể kết hợp đi tập cái này mà giảm cân không con? Có. Chú đang hỏi đấy, mai kêu cô Harry Won bắt đầu tập này để Tại sao lại vậy? Là không, anh tập môn khác. Anh nói đi. Không, bây giờ cái lượng mỡ của ai mập hơn? Ê, cái này làm không đơn giản như mình nhìn nhờ. Dạ không sai, không hề đơn giản nha. Khá là khó kiểm soát. Mình thử rồi mình có thể thấy được là đứng yên tại chỗ làm nó còn khó. Vậy mà xíu nữa bé nhà em nó sẽ phải vượt thử thách bằng một cái thử thách cực kỳ là gọi là tréo ngoe đó. Cho chúng tôi xem đi ạ. Dạ, bé sẽ thể hiện kỹ năng siết lắc vòng của mình, nhưng không đứng ở yên một chỗ mà phải trượt patin ở khắp sân khấu này, vừa di chuyển vừa lắc vòng. Liệu Lâm Nhi sẽ vượt qua thử thách như thế nào đây ạ? Xin mời. Đâu này, người ta ra người ta như nghệ sĩ biểu diễn cho coi luôn đúng không ạ? Ai mà nghĩ ra cái trò mà lắc bằng cái búi tóc. Tôi cười muốn xỉu. Mà cái đi patin này là con tập bao lâu rồi? Mới được tập á. Mới được tập á hả? Dạ, quan trọng là vẫn như anh nói, cái thần thái. Dù là mình để vào cái môi trường nào hay là cái bài biểu diễn như thế nào thì cái thần thái của bé cũng rất là tự tin. Con gái ơi, khi mình lắc cái vòng này mình có thể kết hợp đi tập cái này mà giảm cân không con? Có. Chú đang hỏi đấy, mai kêu cô Harry Won bắt đầu tập này để Tại sao lại vậy? Là không, anh tập môn khác. Anh nói đi. Không hề. Bây giờ cái lượng mỡ của ai mập hơn? Mình tiếp tục chương trình nào. Dạ đúng rồi, thôi mình quay lại chương trình nè. Dạ. Tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.